Sau thời gian gieo trồng được 60 ngày thì cây bắt đầu chín, quả màu vàng tươi, đẹp mắt, tròn và đồng đều, và có độ cân nặng từ khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg, thậm chí 1,8 kg, 2 kg. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch. Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Farm. Hôm nay chúng ta chia sẻ về cách trồng dưa lê trong nhà màng nha. Trước tiên, để trồng được dưa lê trong nhà màng, chúng ta cần có những điều kiện như sau. Thứ nhất là làm vệ sinh sạch sẽ nhà màng. Thứ hai nữa là chúng ta phải chọn được giá thể phù hợp. Trên màn hình các bạn thấy là chúng tôi đã chọn giá thể bằng những thanh bách rau. Sau khi những thanh bách rau mua về và sắp vào thứ tự ngay ngắn, tiếp đó là ta lựa chọn được cái giống dưa trồng thích hợp cho mùa vụ. Ở đây chúng ta sẽ trồng dưa lê trong mùa vụ này, nên chúng ta sẽ nói về dưa lê. Ở đây chúng ta sẽ gieo trồng loại giống dưa kim, hay còn gọi là dưa lê, có thời gian sinh trưởng là từ 60 đến 65 ngày tùy theo mùa vụ. Và trong giai đoạn này thì chúng ta đang xử lý giá thể để cho EC xuống về dưới 1, thì cùng lúc đó là cây con đang sinh trưởng. Sau khi xử lý giá thể trong ngưỡng cho phép thì chúng ta sẽ tiến hành gieo trồng. Thời điểm thích hợp để chúng ta gieo trồng cây đó là vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát, tránh trồng lúc trưa nắng. Trong lúc gieo trồng phải lựa chọn những cây khỏe mạnh, tươi tốt, nên loại bỏ những cây bị bệnh. Sau một thời gian gieo trồng thì từ khoảng 8 ngày thì cây bắt đầu phát triển mạnh. Giai đoạn này chúng ta nên cân đối lượng dinh dưỡng cho phù hợp để giúp cây phát triển tốt. Và chúng ta nên lưu ý thường xuyên kiểm tra tán lá cũng như là mật độ sâu bệnh để chúng ta có cách phòng ngừa. Trong giai đoạn cây bắt đầu cho hoa, đặc biệt là những hoa đực, rất là thu hút côn trùng, đặc biệt là bọ trĩ. Khi phát hiện được bọ trĩ hoặc là côn trùng tấn công thì chúng ta có cách phòng trị hiệu quả và nên cân đối, vì dưa lê cũng rất mẫn cảm với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Sau một thời gian chúng ta chăm sóc, cây được sinh trưởng tốt và hạn chế sâu bệnh thì cây bắt đầu cho hoa và nụ. Đoạn này cây sắp nở hoa và chuẩn bị cho trái, nên chúng ta cũng cần bổ sung thêm một số dinh dưỡng cần thiết. Giai đoạn cây dưa từ 25 ngày tuổi trở đi sẽ bắt đầu nở nụ hoa để cho trái. Lúc này chúng ta nên lưu ý về việc phòng ngừa sâu bệnh hại và đặc biệt là dinh dưỡng để bổ sung cho hoa nở. Trong khoảng thời gian hoa cái bắt đầu nở để thụ phấn cho trái thì chúng ta không can thiệp thuốc bảo vệ thực vật. Vì dưa được trồng hoàn toàn trong nhà màng nên chúng ta không có thiên địch có lợi để mà thụ phấn cho dưa. Chúng ta thụ phấn cho dưa bằng cách thụ phấn bằng tay hoặc là thả các loại ong vào để cho thụ phấn. Sau khi thả ong vào thụ phấn từ 5 đến 7 ngày thì dưa bắt đầu đậu quả và đang phát triển tốt. Thì chúng ta tiến hành lấy ong ra và dưỡng đàn lại để cho mùa vụ sau. Giai đoạn này chúng ta sẽ tăng thêm dinh dưỡng cho cây nuôi trái và bổ sung thêm lượng nước tưới để thúc cho trái mau lớn và khỏe mạnh. Sau đó chúng ta sẽ tuyển lựa được một quả duy nhất, tốt nhất, có phẩm chất nhất để chừa lại. Tôi quên chú ý với các bạn rằng trong cái giai đoạn mà chúng ta để chèo cho
cho trái á, thì tốt nhất là chúng ta lựa những chèo để trái từ mắt lá thứ 9 đến thứ 12 là tốt nhất. Trong giai đoạn bón thúc cho trái mau lớn thì chúng ta cũng nên bổ sung dinh dưỡng phun qua lá bằng các loại thuốc dưỡng trái và to trái, đồng thời kết hợp với các loại thuốc phòng ngừa bệnh côn trùng gây hại, và chúng ta nên phun định kỳ 3 ngày một lần. Nếu mà thuốc bị sâu thì chúng ta nên đổi gốc thuốc cho đến khi mình quan sát thấy cây thật sự khỏe mạnh thì tạm dừng lại để cho cây phát triển đồng đều. Các bạn thấy là vừa được 40 ngày tuổi và lúc này cây bắt đầu phát triển trái quả to tròn mặn. Thời điểm này chúng ta cũng nhẹ công chăm sóc, và sau khoảng chừng 7 ngày sau thì cây bắt đầu có biểu hiện ngã màu vàng. Lúc này là vừa bắt đầu chuyển sang già và chín. Như hình ảnh các bạn đang thấy thì dưa đã già và chuyển sang màu vàng chanh. Thời điểm này chúng ta nên bổ sung thêm phần kali để cho cây bắt đầu vô ngọt, và đồng thời cũng phải phun qua lá và quả loại phân bón lá có hàm lượng kali cao, và đồng thời chúng ta cần bổ sung thêm các loại thuốc dưỡng rễ để tưới qua gốc theo hệ thống tưới nho giọt trong vườn để giúp cho cây tăng sức đề kháng, tạo sức sống cho bộ rễ khỏe mạnh. Sau thời gian gieo trồng được 60 ngày thì cây bắt đầu chín, quả màu vàng tươi, đẹp mắt, tròn và đồng đều, và có độ cân nặng từ khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg, thậm chí 1,8 kg, 2 kg. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch và cân bán cho thương lái. Trên đây là chúng tôi đã chia sẻ về cách gieo trồng dưa lê ngắn ngày, chính xác là 60 đến 65 ngày. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và nếu video này bổ ích, xin mời quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị.